Còn không yêu thì làm bạn. Nè, yêu Làm bạn xã giao này nọ đủ các kiểu. game. Mày ghen cho cố vô. Không biết mà. Kệ đi. Ghen tuông gì tầm này em? Tầm này lo làm đi. Ghen tuông gì? Sau một thời gian thì em cảm thấy là em ghen cũng vô ích rồi. Sau một thời gian thì em sẽ biết được. Có nhiều cặp người ta cưới nhau về. Cái ông chồng ông không thể làm cho bà vợ này bà cảm thấy thỏa mãn được. Thế bà vợ này bà đi bia ôm đó. Hoặc là bà vợ này bà không làm cho chồng cảm thấy thỏa mãn được thì ông chồng này đi bia ôm. Ôi cái cụ kẹt gì vậy? Ôi sorry, mình chơi tọc rồi. Cụ kẹt. Comment. Không biết nữa. Hú hồn con chim mén à. Đâu. Tao chỉ sắp lò ra. Được. Yêu là phải thoải mái chứ không phải là rợ, chứ không phải là để cho người ta cảm thấy khó chịu, đúng không? Hình như thì có giáp giáp mấy trong trong hòm một xác ở giáp một đậu xanh đó. Mấy giáp hai em lấy rồi. Ok. Dưới này có cái nè anh. Anh Giáp có giáp hai 4 rồi. bên này có người nè nè. Ác định nói bậy hả? Làm gì có nói bậy đâu. Này tôi nói bậy hồi nào? Xé háng bây giờ. Ở đâu có người? Ở đó sẽ có S-Mobile leo. Mấy nhà gỗ nè. Ok. Anh thấy nó bắn không? Ở trên nó bắn. Thấy. Nóc một ở trên rồi. Nhà gỗ còn hay sao nữa rồi. Nghĩ là vậy. Nó đang chạy lên. Ly rồi. Ghê. Ghê không anh? Ghê. Ghê không? Kinh kinh lắm, kinh lắm. Đỉnh. Được ngay. Vậy vậy đỡ đời á. Quen nhau cho lắm vô. Anh nghĩ là em nên quen con gái hay hơn á. Thì quen con gái nó có đồng cảm với nhau hơn, hiểu không? Quen trai làm chi? Nguyên trai chơi buồn không à? Trai có biết rửa chén đâu mà. Nhưng anh biết rửa chén nè, biết lau nhà, giặt đồ nè, đủ các kiểu nè, thấy không? Đó, rửa chén thì anh chỉ cần nhét chén vào máy rửa chén, còn giặt đồ anh nhét đồ vào máy giặt. Mày dập. Đúng rồi. Lau nhà, Đã quen. lau nhà thì anh bật con robot lau nhà của anh lên, nó xong. Vậy anh quen con trai đi. Không, anh làm gì quen con trai, anh là trai thẳng mà anh đâu thích con trai đâu mà quen con Thẳng. trai. Anh thích con gái, anh thích cái con bé một cosplay nhân vật cái gì cái Tết nhân vật kỷ hợi á cái gì canh tí á. Em coi như con như nhân vật đó chưa, coi như cosplay Em chưa? coi rồi, em coi rồi. Rồi thích. Ôi con bé đó dễ thương. Con bé nó dễ thương lắm các bạn. Có nâng không? Nâng Nâng đi, đi. nâng đi em.
bốn bà lận mà vậy luôn hả? Bốn bà luôn. Nói với em chứ hồi hồi xưa anh đi học á, gái theo nườm nượp. Ghê á. Xếp hàng dài dài em ạ. À, hồi xưa anh đi học Ở đây đi học cũng vậy, trai em đùm được. girl thiệt Xếp không, hàng dài, xếp hàng dài dài luôn. cưa bom hả, girl vậy. Thiệt mà. Hồi đó anh đi học hồi, gái theo nườm nượp. Giờ cũng vậy, trai theo đùm được á. À, hồi đó anh đi học anh theo cái mode, một cái mode style mới không, một cái trend mới không. Hồi xưa anh đi học là biết sao, cái lần đầu mà anh biết theo đú theo trend á, hiểu không? Đó là anh đú theo quần ông bát nè, hiểu không? Sau sau khi mà anh Ghê đú theo được ghê cái quần ông bát, cái ông bát mà to như cái ống của con voi vậy á, hiểu ghê ghê không? Đó thì bắt đầu anh đú theo cái style là quần 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 đai ngắn. Ui ôi, trai mặc vô, trời ơi, mặc vô thấy cái quần không à, không thấy cái eo đâu. Đó, xong rồi anh đú theo cái gì ta? À, quần đáy xệ, phải không? Quần đáy xệ của HKT á. Mà em biết biết. cái đáy đầm tọt ở dưới cái đầu gối á. Đó. À, anh đú theo cái trend quần đáy xệ. Xong rồi bắt đầu là gì ta? Quần ống bóp, trời ơi, quần anh anh bóp mà hai cái chân nó nhỏ xíu 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 luôn, Giống kinh như cái không? quần trẻ trâu giờ hả? Cái Đúng quần kia rồi, hả? nó bóp nhỏ xíu luôn, còn kéo biết sao không anh? Tại vì quần của anh hồi đó không có quần thun á, phải quần tây á, cái xong rồi anh À. thiết kế cái kéo xẹt ba tia á, đó kéo ngay ở phía À. dưới chỗ kéo chân nhỏ xíu xíu luôn. Nhìn y chang BD luôn. Mà gái nó khoái nha, gái nó khoái, gái thời đó nó khoái lắm. Rồi xong rồi, Ghê vậy? xong rồi sau đó là cái trend cắt tóc giống HKT rồi nhuộm móc lai đủ các kiểu. Anh có làm không? Có. Ôi, Ghê. tuổi tuổi thơ của anh dữ dội lắm em, không phải dạng vừa đâu rồi. Rồi áo thường thường áo trắng đúng không? Áo trắng không phải bình thường đâu, áo trắng là phải xếp ly ở sau may xếp ly ở sau mấy đường chéo 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 đủ các kiểu đó, phải không? Ghê. Bám theo trend mà Ơ, em. có con keo kìa anh. Keo SE kìa. Đó, áo là phải xếp ly đủ các kiểu, sau đó đủ theo sau đó đi chơi em biết mặc cái quần không? Cái quần sọt mà cái túi nó bự bự bằng cái quần luôn á, em biết không? Em biết quần đó không? Sao mà em biết được cái quần đó? Em đâu có đú theo cái trend đó đâu mà. Cái quần Cái quần sọt thôi mà là cái túi nó bự bằng cái quần á em. Túi nó bự bằng cái quần luôn bằng á. Mà em không biết chào hả? bên kia rồi. Em không biết cái quần đó hả? Cái quần túi 7 màu á. Túi 7 màu luôn. À, túi túi màu đỏ xong bự chà bá luôn. Bự chà bá lửa luôn, hiểu Anh mặc hả? không? Rồi anh mặc cái quần đó, bốn cái túi luôn, một cái quần mà có bốn cái túi mà mỗi cái túi là bằng cái quần á, bằng một cái ống quần á. Ghê Bốn cái túi, vậy. hai túi nằm trên, hai túi nằm dưới nữa. À, sáu túi chứ. Ở trước có hai cái túi nữa. Cái quần đó người ta gọi là quần chi? Quần quần nhiều túi, hiểu không? Sự cái trend quần nhiều túi, quần đó em đựng được một ký xoài, một ký ổi, một ký mận được luôn á em. Đú theo cái trend Đi đó. chợ khỏi đem giỏ luôn. Đúng rồi em. Em vậy là em chưa trải qua cái thời mà mặc cái quần đó, đu cáp đi em. Đó. Đó, xong rồi sau khi đú theo mấy cái trào lưu đó thì bắt đầu là trào lưu là quần bắt đầu là trào lưu là mang giày, à mang giày giày kiểu mới đó, giày bata nè, nhiều kiểu lắm hiểu không, xanh đỏ tím vàng lục lam chầm tím có đủ luôn đó. Cái trend hay đi mang giày lắm, đi đâu cũng mang giày hết á, thậm chí mà đi qua nhà mua đồ cũng mang giày, đóng giày vô đủ các kiểu, quần rinh rồi áo sơ mi trắng rồi đóng giày đi ra ngoài đường.
Nhà ba lầu có người. Ai cho mày bắn? Đó, nó cho bom keo em. Bắn. Đập nó. Bắn. Rồi thôi đừng, nó chết bây bắn. Giờ. Ê, có người, có người. Ui cái gì? Ui con mẹ. Cứu anh xuyên tường được em, cứu anh xuyên tường ở dưới được. Ui, em vào trong, em ra ngoài rồi hả? Anh dưới xe nè em. Nè, em đây, em đây, em đây, em đây. Cái thằng này né ra coi. Tao tức á. Ok ra. Mẹ. Nó tông ghê quá à. À nó cái mạng của em kìa. Anh nó đây nè. Nó cái. Thằng nào đây? Thằng này để tông anh nè. Ai cho mày tông tao? Ai? À. Mày bắn tao. Mày bắn tao hử, thằng khốn. Ai cho mày bắn tao? Tao bắn mày nè. Ủa làm gì, làm gì, làm gì, làm gì? Thấy bạn nguy hiểm quá đi. Bạn đừng có nguy hiểm với mình nha. Ơ, cái gì vậy? Làm gì mày làm gì vậy? Mày muốn bắn không? Tôi bắn mày luôn á. Đưa đạn đây. Mẹ, mày bắn cao, mày tông tao gần chết rồi. Mẹ, thằng khốn. Cái thằng củ cải nó còn cái hết mạng của em nữa. Mẹ nó. Khốn. Khốn nạn thiệt. Lên xe mấy chú. Lên xe. Để xe. Anh tông cái thằng đó lại đi. Nãy nó tông anh. Lên luôn rồi. Bồ nó em bắn chết rồi. Xong rồi em bị cả ép. Anh hết đạn tiểu liên rồi. Nhớ tức. Em còn 150 nè. Em quen người ta lỡ khi người ta kêu em là giống con trai quá không muốn quen thì sao? Thì thôi, thì người ta muốn chia tay thì thôi. À hả. Không, ý anh nói là lỡ khi mà em quen ai đó mà người ta kêu em giống con trai quá, không muốn quen nữa. Có ai kêu em giống con trai không? Đâu có đâu. Không, người ta, đúng rồi. Cú có gai thì có. Em là cú có gai. Có thằng trong nhà ba lầu á, kệ nó đi. Nếu mà em yêu người ta thì em sẽ thay đổi thành cái mình là nagamer nha các bạn. Mình là nagamer nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người đi qua để lại cho mình một like, một chia sẻ. Ai cho follow nhanh nhanh cho mình một follow nha. Cái cùng mày thì mày có like đâu mà mày thuộc rành vậy nữa theo. Em nghe quen à. Nhà ba lầu ra, nó ra rồi. Nó sắp chạy bon rồi. Nó đâu? Nó bên 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 trong cái nhà hai lầu với nhà ba lầu á, này nó chạy ra. Thấy rồi. Ui. Mẹ ở đâu quá à. Hương 345 có đứa nó mới bắn em xong. Đúng rồi nó đó. Nó dưới gốc cây kìa anh. Giết nó đi anh. Nó chết chưa? Chết chết rồi. Còn tụi bên này. Rồi nãy tông tao nè. Hello, chào tất cả mọi người nha. Bom keo hướng S kìa anh. Đông quá à. Anh Sang ơi. Ừ.
Tôi chưa chết mà. Xong rồi. Tưởng anh chết. Xong rồi. Không, còn một đứa nữa. Còn đứa nữa. Em với anh với. Ui á. Thằng nào? Nó bắn lén em kìa. Thằng đó hả? Thằng đó phải không? Cái thằng cái thằng Tông Anh á. Má chơi khốn nạn vậy. Má chơi chó nha. Không tin luôn á. Không tin luôn. Đó mọi người. Thấy không? Cuộc đời cái này. Cái công việc quá tin người. Cuộc đời này không em không nên tin ai hết á. Đúng rồi em. Không thể tin được luôn á. Cuộc đời này không nên tin ai hết. Cái gì thằng nó làm gì? Còn đứa nữa đâu ta? À em thấy nó rồi. Nó dưới cục đá anh. Anh chơi với nó đi, mình giết nó luôn. Đâu, thằng nào? Cục đá dưới này nè anh. Cục đá hướng 300 nè. Nghe nhạc đi. Có nhạc. Nghe nhạc đi. Ghê hả? Nghe nhạc đi. Ơi nó quật. Lũ đừng, có nhạc đừng, luôn hả? Lựu đạn có nhạc mà đặt trước đi. Ôi ghê hả? Em không có xem luôn á, mấy nam không có xem luôn. Bơm máu đi. Bơm máu đi, tao bắn cho một viên. Ơi đừng nó chết bây giờ. Em bắn nó một viên á. Sợt đầu. Ủa sao bạn ơi, bạn đã hết máu rồi, mà em không biết, em giết luôn rồi. Trời ơi, ngay đầu luôn. Chặt. Chặt đi, chặt nhau đi. Chặt. 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 Ui, bo đau chứ. Ui, các bạn này còn mấy 80 máu à. Thương quá à, nãy em lỡ giết bạn kia luôn. Không có ý đâu. Hát vải lồng đèn ra kêu không có ý. Ác vãi lồng đèn ra. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.